Hôm nay điện máy gia đình.net xin giới thiệu cái clip mà lắp lên sưởi nhà tắm treo tường. Hiện tại lên sưởi nhà tắm treo tường thì lắp là rất đơn giản. Sau đây mình sẽ giới thiệu tiếp. Mới đầu chúng ta sẽ để lại đã. Lấy cái thanh 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 cài của đèn sưởi và chúng ta đánh dấu hai chỗ để bắt vít. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Đó, đó thì cái clip nhìn các bạn thấy thì đó, nó rất đơn giản. Đấy. Sau khi đánh dấu xong thì bạn sẽ dùng khoan. Đấy, dùng khoan. Bắn hai cái vít vào hai bắn vào hai cái địa điểm bình điện như đó. Ok. Thế thôi, các bước gần như là đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì sẽ tiến hành bắt vít. Okay. Các bạn sẽ xoáy chặt cái vít này lại để nó thực sự cố định trên tường. Thực ra đèn sưởi tắm không không quá nặng nên cái vấn đề mà xoáy vít thì cố gắng là xoáy chúng ta xoáy cho hết là được thôi, chứ nó không quá nặng để gây ra một cái tác dụng lực nhất định để rơi đèn được xuống. Đấy mà bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi. Ok. Thế thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp đèn sưởi. Lưu ý rằng trong đèn sau đèn sửa nó sẽ có hai cái khắc để treo vào. Đây. Đây.